Dạ, xin kính chào cô chú, quý mạnh thường quân, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, quý vị các bạn thân mến. Thì hôm nay thứ ba là ngày 2 tháng 1 năm 2024. Dạ, con tên Thành Võ, con làm việc tại phòng tiếp nhận hồ sơ phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không, nơi phòng khám cũ của Cha Tường mà các thầy làm việc. Hôm nay con xin điểm một số tin tức tại phòng khám. Thì thời gian làm việc của quý thầy cũng như phòng khám ở đây là bắt đầu từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần, còn chiều thứ bảy và chủ nhật được nghỉ nha quý vị. Thì sáng ngày chỗ anh Giang thuê xe máy cày đi chở nước vào hỗ trợ các công nhân buổi sáng. Thì mỗi ngày thì nói chung các bệnh nhân sử dụng khoảng từ 500 tới 1.000 bình nước như thế này nha, mỗi bình nước là 4 đến 5 lít. Tại đây đến đây thì cũng có người nhà bệnh nhân cùng chung tay phụ đem những bình nước xuống, tạo không khí thật là đầm ấm luôn vậy. Cái ông tài xế xe máy cày, bàn thờ cha cũng nghi ngút khói hương.
Chưa vô nè. Hôm nay các ông thợ thi công bắt đầu lát gạch chỗ cái phòng của bảo vệ của gì thì trước nó gạch chắc như đây cũng chưa là xong rồi. Quý vị các bạn thân mến, đây là phần cửa rào cơ bản cũng đã hoàn thành, nhà bảo vệ còn lót gạch đó, xong quý vị, chúng ta sẽ bắt đầu di chuyển vào công trình của cha, công trình phòng khám cho tường, yêu thương cho không. Công trình này nhắc lại quý vị một lần nữa, công trình này là xây dựng trên nền của công trình cũ, tức là công trình phòng khám cũ. Xem cho hôm nay công nhân thi công nó xây dựng tới đâu rồi. Thì cơ bản còn đổ đà kiền ở trên đó, là sau đó sẽ xây tiếp tục và lập ton, sau đó tô tường nữa là xong rồi. Hôm nay còn phòng cuối cùng. Thank you.
Anh xây lên tới trên đầu cột, sau đó sẽ đổ đá kiềng. Cũng được, ai biết thì với anh thôi. Cái chất này vô phải vô thì ai biết anh rồi cho mở vô hết. Thì thưa anh, thì được biết anh coi cái công trình này cũng là gói thầu của công trình này, thì anh cho biết là công trình này xây dựng tới đâu rồi và bao giờ mới hoàn thành? Thì nó gần tới đà kiền rồi nhưng mà chắc cỡ 20 ngày nữa mới hoàn thành. Thì xin đại diện các thầy phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không, địa chỉ ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh, thì xin chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm, quý mạnh thường quân, chính quyền địa phương thời gian qua đã nhiệt tình giúp đỡ cho phòng khám. Đó là những tấm lòng vàng mà các thầy luôn trân quý để giúp đỡ cho phòng khám ngày càng có điều kiện hỗ trợ trị bệnh ung thư, giúp cho các bệnh nhân mau lành bệnh để trở về với gia đình, người thân đang mong đợi và vui hưởng một cuộc sống đầm ấm hơn. Tới đây thì truyền thông xin kết thúc buổi điểm tin vào ngày thứ ba, ngày 2 tháng 1 năm 2024. Xin trân trọng cảm ơn các cô chú, quý vị, các anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi giúp đỡ phòng khám. Xin cảm ơn.